Ok, và xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp mod công viên khủng long tập thứ 3. Thì có vẻ cái này cũng khá nhiều người hâm mộ thôi. Nên mình cũng sẽ làm. Cái thì tập này mình sẽ làm cái máy tạo trứng khủng long. Ok. Hình như cái đó là Culture Vet. Ui lắm. Mình coi Culture Vet là làm từ cái hai cái glass, một cái water bucket và một cái cactus. Cactus là cái xương rồng. Bây giờ mình còn phải kiếm cái gì ta, cái xương rồng cái đã. Bây giờ mình thiếu xương rồng. Grip này gì đây, gì đây được không được. Chỉ có cái bio fossil là cái gì nó mới bỏ đi được. Nên là mình có rice, mình có thể làm dầu ăn. Hey, mình sẽ làm cái stove cái đã. Cái stove để làm cái lò mà. Cái stove, cái stone là từ stone nung đá lên. Đá đâu rồi? Đá đây, hết đá luôn rồi. Thiếu đá nhiều quá. Có lẽ thì mình sẽ đi kiếm đá đi xíu. Sẵn đi trên đường kiếm đá, mình sẽ đi gì ta? Kiếm xương rồng luôn. Bởi bật bật. Ngay tập trước thì mình có làm bò một cái farm nho nhỏ. Cái mình cất hết mấy cái đồ không cần thiết vô. Cái này ăn. Cái này cất mấy cái này vô. Giữ đi xíu gỗ đi. Đây giữ cái iron. Mình cũng đang thiếu iron lắm các bạn. Ok, để coi còn cái gì nữa không. Lấy này đi luôn. Bước sẵn mình đi mai luôn nếu được. Ok, chúng ta cùng đi nào. Hành trình đi kiếm xương rồng bắt đầu. Giờ đi đâu giờ? Xương rồng ở đâu? Hiện tại mình không biết tại sao nó không có lắc nha. 40 mấy FPS cũng được, tạm tạm được. Ok, mình cần coi cái map của mình để mình zoom lên coi. Ok, ở đây vẫn chưa có một cái gì gọi là giống như là khi config là cái gì, toggle zoom, menu key, zoom in, zoom out, set waypoint, ok, minimap option, textures. Ok, cũng chả có cái gì cả. Ok, hành trình đi kiếm hoang mạc ở đời nóng bắt đầu. Hy vọng mình sẽ tìm thấy cái xương rồng. Mình về nhà mình phải trồng các bạn ạ. Khổ vậy. Mình phải làm một cái farm xương rồng sớm. Tại vì cần có cái xương rồng mới làm được cái culture vest. Đào này luôn. Hy vọng đây mình thấy khoáng thạch ha. Khoáng thạch đây. Ok. Ui dồi ôi. Nhưng giờ than thì mình sẽ không lo thiếu nữa rồi. Tại vì đào một cái được một đống. Phải than bên này nữa nè. Một đống luôn. Bạn yên tâm đi. Mình có cái tím gì mình có thể về nhà. Hôm nay có cái mốt dễ về nhà hơn. Ui dồi ôi. Kinh nghiệm mình lên cấp 15 rồi các bạn ạ. Sướng thế. Đào mấy cái thang này bằng cái van miner nó ui. Nó được nhiều kinh nghiệm. Okay, hóa thạch đi thôi. Mình quên mang theo một cái cốc sắt rồi. Mình có mang theo sắt không? Có. Okay, khỏi lo. Cái này đào bằng này được đúng không? Không được. Boom. Cái này sửa phải sửa bằng da. Ok. Thì nhiều bạn nói với mình là cái này cũng là rất nhiều người làm rồi, mình làm sẽ kêu mình là trẻ trâu copy cách kiểu. Thì mình xin nói là kệ họ nha các bạn. Mình cứ làm, mình không quan tâm. Ui núi lava kìa. Zoom quá rồi.
East. Thế mình sẽ đi về một phía cái nhà mình ở chỗ kia kìa, Hazay House. For my friend's life. Có gì mà mốt cần mình sẽ lưu một cái waypoint, cái gì mốt mình tele. Cái gì vậy? Chỗ này có quá trời cừu nữa này. Đào miếng than luôn, mặc dù than không có thiếu. Ok, địt. Nó sẽ kỳ ra. Why not? Why? Ờ. Sẽ kỳ chưa? Đó rồi, cái... Van Miner là nút rave mà. Mày nấn rồi này. Không cho mình đào ta. Why? Why not? Why? Thì ở đây đào được không? Ôi bị lắc à. Hà cớ gì nút này bị hư à? Mình cũng chả hiểu nữa. Đấy. Ơ sao giờ nó mất luôn cái cúp rồi. Ơ đệt. Đào đây không được. Ồ, thì ra là dạy mình phải giữ. Hay mình ấn trước rồi mình mới giữ ra. Ok, và mình đã mất cái cúp sắt. Mình sẽ chế tạo cái crafting table để làm một cái cúp sắt mới. Chẳng trên đường đi mình kiếm mấy cái này luôn. Cho nó tiện đúng không? Hành trình đi kìm. Cái này chắc mình sẽ không tua đâu. Mình cũng lười tua lắm. Ok, ăn miếng nào. Nhung 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 nhung. Đây, bio fossil. Boom. Ui dồi ôi. Bio fossil. Cái đầu lâu. Lên lụm. Đây, cái nhà nhỏ kia là hướng nhà mình. Có trên này có gì nữa không? Không có. Chúng ta cùng đi tiếp nào. Nếu mà trường hợp nó dài quá thì mình phải bắt buộc cắt thôi. Cắt đến khi nào mình tìm được cái sa mạc. Úi dồi. Fuck. Có lẽ thì mình sẽ đi kiếm mấy cái giống cây nè. Mốt mình đi kiếm sau. Mình đi kiếm mấy giống cây ở nhà mình làm cái như là cái mai cây tự động á, như là cái nơi để tree farm á. Con này có gì đây? Bò lẫn rừng à? Ui creeper no. À. Hồ creeper đi đâu vậy? Giờ đi xa quá rồi. Mình đếch thét được cái hoan mạt ở đâu. Em đi xa quá, chỉ toàn thấy cái núi. Ui, no, no, nhưng mà no. Giờ không có. Sảng mệt ghê. Ui dồi lắm. Chỗ này như là cái cái gì ta? Như là mấy cái núi. Thì dạo này mic của mình nó có bị hư cấu các bạn ạ. Nó bị rè rè á, mong mọi người thông cảm nha. Ok. Thì có lẽ hơi lâu thì mình có lẽ mình sẽ cắt để mình đi tìm hoang mạc. Hẹn gặp lại các bạn khi mình tới hoang mạc được nhé. Ok, thì sau một quãng thời gian dài mình như buổi tối rồi mình phải về nhà. Mình ăn xong rồi mình lại mình ngủ. Rồi xong mình tê bê. Mình tê ý là mình tê bê về nhà rồi mà sau mình đi tiếp, mình đi lại một đường mới và mình đã tìm thấy cái sa mạc sau khi qua được mấy cái chỗ này. Và bây giờ mình đã tìm thấy xương rồng. Ok. Lấy vài cái xương rồng về luôn. Cho nó an toàn để mốt trồng nữa. Cát thì mình không lo thiếu nha các bạn. Úi dồi ôi là
Ui, con chuột này, chuột này. Ê, cú, cú, mouse. Mouse, mình kích chuột. Chuột đâu rồi? Đúng không? Đừng có thịt chuột nha. Thịt chuột ở Việt Nam đó là bát đảo mẹ. Ui, con đĩa chuột. Fuck you, fuck you, fuck you. Ok, và chúng ta có thịt chuột không? À, và mình nói nữa, trên đường đi mình có đào thêm một vài cái này nữa nè. Và 11 cái pumpkin. Thì mong các bạn đừng kêu là mình cheat nha. Mình có đào đàn quà nữa. Ui. Chúng ta được rất là nhiều xương rồng. Hay chúng ta cùng teleport về nhà nào. Waypoints CP. Ok. Và nấu lên. Ok, chúng ta có 17 cái stone. Rồi nấu lên. Nấu cái này lên. Ê, nấu ba cái rồi. Và cái này mình sẽ chia vô cho nó xử lý mấy cái này. Chia ra. Xử lý đi. Đây sen đây. Sen thì không thiếu, mấy cái này tào lao không. Thế và mình đã có bí ngô rồi. Bây giờ mình cần cái capture screen này. Thế mình làm cái stove cái. Cái lò. Đâu rồi? Đâu rồi? Đá đâu rồi? Mình mới cầm đá xong mà. Đây stone này. Được cái stone tablet. Stone tablet. Mình có cái DNA nào mới không? Không có cái DNA nữa. Oh, Gallimus. Không lòng có dài à? Chúng ta cùng coi nào. Thế bây giờ mình sẽ chế tạo cái stove. Cái stove như cần sắt thì mình đã có nữa. Có sắt còn không? Sắt còn bao nhiêu cái nha? Sắt thì hết luôn rồi. Còn hai cái à? Ok, và bây giờ mình đang lọt trong một tình trạng thiếu sắt. Như đây, fossil transit. Oh, có cả hạt giống khủng long cơ. Kinh phết nhỉ. Ok, giờ khoan làm cái stove đi. Bây giờ làm cái culture vat. Culture vat. Culture vat. Hai cái glass, ba sắt, một water bucket. Glass nung này lên nhiều, bốn cái glass. Đây, một cái đây. Nung lên, nung lên, nung lên. Rồi bây giờ mình cần đi tìm một cái sắt nữa. Fuck. Mình sẽ trở về sau khi mình đào được một tí sắt nha các bạn. Ok. Sắt đây này. Cái súng rồi còn gì nữa không? Ui dồi lắm. Cái đào miếng này nữa. Ui no. Đeo 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 đeo. Ok. Được mấy cái, thêm mấy cái này nữa. Ok, mình sẽ về nhà. Có sắt rồi. Bùm bùm. Không nhận có cái map này xuống ghê. No no no, đừng nung hết. Ok, cho vô mấy cái DNA này đi. Cho nó ra mấy cái tàu lao không. Nung này lên. Một cục thôi. Cần một cục thôi là ta đủ cái culture vat. Chúng ta sẽ làm con T-Rex. Ok, đủ. Và chúng ta phải đủ không? Phải đủ không? Cái culture vat như là cần 4 cái lần. Ok. Boom. Đây. Đây. Glass. Ngay đây. Cái cactus rồi. Boom. Boom. Thế nó không bao giờ làm cho mình nha. Ok. Và cactus. No, 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 no.
Bam, yeah, chúng ta đã có được Clutch Cut. Và chúng ta sẽ bỏ đâu bây giờ? Trên đây đi, trên đây một cái. Và chúng ta có một đống bồn mìu luôn. Thế mình sẽ lấy bồn mìu mình ra vườn mình chơi. Ôi dồi ôi, bồn. Chúng ta được mấy cái tàu lao không? Thế mình cần chế tạo trứng của T-Rex. T-Rex Tyrannosaurus. Thì mình cần cái xô này. Đợi T-Rex. Không phải T-Rex không? Hay mình nhầm? Mình cũng biết này phải T-Rex. À đúng rồi, DNA T-Rex. Mình bị mù. Hey bò ơi, mày chưa lớn nè. Con bò này mình lì đấy. Còn miếng sữa nha. Ý Ý bò kìa. Ô mày bò. 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 Bò ơi bò. Quýt 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 đâu rồi. Quýt đây bò ơi. Hãy về đội của chị. Em bò ơi. Bò ơi. Bò ơi. Bò. Cháu yêu bò lắm. Thế ra đây ra đây. Ra đây ra đây. Ngoan ngoan ngoan. Rồi vô vô. No 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 no. Thấy không? Thấy không? Thấy này không? Đây 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 đây. Con này con kia mình thấy không? Mày không bị mê mũi à? Cái con bò này. Thế giờ mày mới đi theo tao là sao? Vô đây. Đấy. Vậy phải ngoan không? Đóng cửa lại. Đấy ăn đi. Thông nhau đi. Cho tao ly sữa. Hả? Là sao? Why? Sao mình múc sữa nó bị mất? Có ai biết không? Hả? Why? Why not? Why? Thằng nào uống vậy? Hay mình đói quá mình uống luôn rồi. Ồ thế. Thế méo nào? Hay là cái là cái ly hay là cái bút kẹt này nó bị hư. Bật bật. Cất đi. Ok. Đây, cho các bạn cho sữa vô đây thì nó sẽ bung đây. Và nó sẽ nuôi cái trứng này đến khi nào nó có cái trứng nè. Thế bây giờ mình sẽ lấy một cái trứng của con nào đây. Đây là con Triceratops Galadimus. Để mình làm cái quyển sách kia kìa. Thôi rồi. Cái quyển sách mình có khúc đầu mà mình chả biết vì sao mình có nè. Đây. Ráp vô. Cái DNA này bất kỳ. Chúng ta đã có Dinopedia. Ok. Đợi cái này nó sửa. Đây các bạn thấy. Ui xinh thế. Em đã về đội của chị. À gì á. Em đã về đội của chị. Chị sẽ cho em một cái nơi sống rõ ràng. Broken Asian Wolf. Gì đây? Trong xương cũng có kiếm nè. Mình coi thử à. Tập này cũng tào lao các bạn. Chưa xây đâu, tập 4 mình mới bắt đầu xây. Ok, Broken Asian Wolf làm được gì? Cái này là Asian Wolf. Asian. Ancient. Cái này làm sao? Ủa cái này làm sao? Nó không chỉ cho mình cách làm kìa. Vừa cờ chưa? Thế bây giờ mình sẽ ra mình bôn tạm mấy cái này đi. Để lấy chuột điện. Úi dồi. Bôn miều không thiếu rồi. Có lẽ thì mấy cái máy tự động á, ví dụ cactus farm thì mình sẽ làm sau. Okay, rice mình cũng cần lắm nè. Gạo ấy. Wheat mình cần nhất. Wheat để lấy bột gạo rồi lấy cái gì á. Đây, các bạn cho vô wheat một cái thì các bạn sẽ được cái ủa. Không có à? Chắc bị nhầm rồi.
Đây mình sẽ thu thập mấy cái quýt này trước. Trong thời gian đợi cái trứng nó mọc sẽ thu hoạch mấy cái này. Chúng ta có thể làm sandwich bằng cái cham char. Nhưng mà trước hết chúng ta cần cái stove và cái chảo. Cái chảo làm bằng sắt. Rồi mình lấy mấy cái dâu này cái. Boom. Boom 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 boom. Có lẽ thì mình sẽ cần tới cái mốt gì ta, có cái đồ để tưới cây á. Nó tưới nó sẽ mọc nhanh hơn. Đây mình có quá trời quýt luôn. Sữa Dinopedia cất vô. Sắt được nhiêu cái rồi, 8 cái. Mình sẽ làm cái vest stone rồi. Stone đây. Mình sẽ làm cái lò để chúng ta nấu. Đấy, cái lò nấu rồi, phải để đây ăn mới ngon. Nó cần cái chảo là làm từ cái này luôn mà đủ không? 14 5 đấy, đủ một sắc nữa. Không có sắc nhỏ. Ok, chúng ta sẽ chờ cái trứng này. Trong thời gian này thì mình sẽ đi kiếm đá nhiều lên nha các bạn. Mình cũng cần đá để xây mấy cái này nè. Sẽ có thêm mấy cái này thôi đi. Rồi, có cái gì mới không? Ồ, 6 cái iron ingot đủ mà. Ồ, mình sẽ làm cái chảo luôn. Được rồi, cho một cái em phum. Và chúng ta cần rice. Còn mình có cái trứng không? Gặp trứng. No, thiếu trứng nên không thể làm được. Ok, tạm thời cất rồi đi. No, hết sữa. Ok, để mình làm mấy cái cúp. Mình đi mình đào đá với lại đào sắt. Thì mình sẽ không quay phần đó đâu, tại vì ngán lắm. Quay cái phần đào đá với lại kiếm mấy cái đó ngán lắm. Mình cũng không thể tu nữa, tại vì hiện giờ máy mình đang hết dung lượng. Máy mình hiện giờ chứa 100 mấy GB rồi, nó còn dư 200 mấy GB không mà hơi lười lắm. Tyrannosaurus. Yeah, Tyrannosaurus. Ok, thì mình sẽ dự định xây công viên khủng long. Ồ, chỗ này cũng được nè. Chỗ này chuồng T-Rex. Ok, và chúng ta đã có một cái trái trứng đầu tiên. Bây giờ gỗ hết đá luôn à. Chôn nhau à. Ở đây đá đây. Mình sao 2 phải để cái. Okay, thì mình sẽ tạm thời cắt để đi đào đá hết mấy cái cúp nè. Mình sẽ đào cho banh hết mấy cái cúp này luôn, chắc có vẻ lâu thì cần rất là nhiều thời gian, tại vì mình cần đá nhiều để mình xây mấy cái chuồng cho mấy con T-Rex ví dụ cách kiểu. Với lại mình sẵn tiện mình đi kiếm sắt luôn, với lại kiếm mấy cái hóa thạch khủng long. Ok, và mình sẽ cắt nhá. Bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn khi mình đào hết mấy cái cúp này. Ok, thì mình đã đào khá lâu rồi các bạn. Mình đào ngồi mình off luôn, vẫn để cái quay. Bây giờ mình mới vô lại đây. Mình đào hết mấy cái cúp đây, mình thề là mình không cheat nhá, mình đào vừa đủ luôn. Ok, và mình không có đào sâu xuống nên mình không kiếm được sắt, chỉ có được mấy cái này thôi. Bây giờ mình cần về nhà mình ngủ cái. Ok,
Mình cần cúp sắt và mình đã bị hết sắt. Ở đây đây đây, hay quá. Hay quá, hay quá. Bây giờ mình cần ra lại cái chỗ đó. Đợi tí xíu. Ơ. Sao con bò ở đây? Vui nhỉ. Cái gì đây? Fly à. Fly là con ruồi, đỡ mơ. Ờ fly đúng không? Ui, hết hồn. Mẹ, mình giật cơ mình. Ok. Boom. Bio fossil mấy cái này nữa. Thôi giờ mình đang cũng rảnh nên mình đào xuống đào kim cương luôn. Đào 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 đào. Chứ đào sâu xuống. Mấy giờ? 39. Cầm cái đuốc. Chắc là không được rồi, cái cúp này sắp hư rồi. Bây giờ mình cực nghèo sắc luôn các bạn ơi. Sau khi làm xong cái stove với lại cái culture vest, mình đã nghèo sắc. Với lại cái chảo nữa, cái pan. Cái pan. Ồ cái này đào bằng cúp bình thường cũng được. Ê chết bà. À được. Frozen meat. Bạn này kêu, có bạn kêu là cái này đánh như cái cúp kim cương luôn á. Đây là 7 attack damage. Ok. Và coi như là mình đã tìm được một, mình đã tìm được một cái kiếm kim cương. Mặc dù hình dạng nó không giống kim cương. Yeah. Là lên test thử ứng kiếm nè, cái frozen beat nè. Oh. Mười sáu rồi. Mười hai, ok. Mình sẽ lưu cái chỗ này waypoints. Sao mày ấn thích được. Ok. See. Waypoint name là name tên gì ta? Mine kim cương. Khu mine đi. Màu. Ok, khu mine. Ui rồi lặng lặng. Ok. Bây giờ mình về nhà cái. Hazel House. Ok, mình sẽ test thử cái này. Ok, bố ơi. Mình không có ship cho nó. Mình nhận thấy là cái con quỷ này nè, nó không bao giờ lớn được luôn á. À, ôi rồi. Nó như là lùng anh em nhờ nó bé vinh viễn kìa. Ui rồi. Mạnh phết nha. Ok, và bây giờ mình đang có một cái. À. What the fuck? Đánh nó cũng mất nữa. Ôi thôi rồi. Thôi rồi. Mình tưởng đánh vĩnh viễn chứ. Thôi rồi lượm ơi, cho vô lò luôn lượm ơi. Mình không thích để mấy cái này. Ability. Nung thịt ta. Raw beef. Ok. Mình đã có quá trời sắt, biofossil cho vô đây. Lọc ra. Cái này cho vô luôn. Đã. Ok, và bây giờ mình sẽ dự định làm gì nhỉ? À quên, đúng rồi, đi kiếm sắt nữa. Có một đống đá mà không có sắt. Ok, cần chế. Cần hòm. Cần hòm đựng mấy cái đá này. Ok. À ấy chết quên. Hình như mình sẽ đi kiếm sắt.
Thì mình xin được hỏi mấy bạn là liệu mấy bạn có cho mình, ví dụ khi mà mình giống như là quay video xong rồi á, mà lúc lúc mà không quay video nữa thì mình rảnh mình có thể mình đi đào đá không, hoặc là đào sắt, đào khoáng sản. Tại vì mình chắc chắn khi mà mình làm mấy cái đó trong lúc mình không quay thì nhiều bạn sẽ kêu mình cheat, thì liệu mấy bạn có cho mình không thì mình xin được hỏi. Thì mấy bạn cứ cho mình nghe không là các bạn cứ comment ở phía dưới nhé, mình sẽ đọc. Chứ bình thường đi kiếm gì không biết mấy bạn có thấy ngán không nữa. Ok, và chúng ta coi coi có cái DNA nữa không. Oh, cactus. What the fuck, cactus. Rồi xong, why fuck. Ôi ôi, nãy giờ ngồi đi kiếm cactus như một con điên, bây giờ lọc cái này ra lại kiếm được cái cactus này. Fuck. Chôn nhau à. Chisipratos. Không biết cái này nó có vô được với con này không. Ồ, lớn à. Có cái làm được không? Không được. Hay dâu nó lớn rồi kìa. Mình cần lấy quýt cho nó ăn. Bố ơi. Em kia. Một, hai con, thông đi thông đi. Và còn một em nữa, em này nè. Rồi, em kia chuẩn bị chích. Chích đi. Chích chưa, chích chưa. Ok, ngon. Bây giờ mình đang có level rất là cao. Ok, đi thu hoạch dâu nè. Đây, đây. Ê, no. Đập nhầm. Đây, đây. Thu hoạch rau thì rất ít các bạn ạ. Đồ rice nó lên rồi. Mình đích biết cái nào là rice nó mọc rồi nha. Ok. Đây. Đây đây. Đây, Egypt. Đây. 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 Ok, thu hoạch xong rồi. Mình cần cái slab. Cái slab. Sau cái slab cơ. Boom. Cái hiện giờ mình đang rảnh nên mình cũng làm luôn cái mái này, nhà này đi. Nhà chưa xong nữa. Đâu rồi, gỗ đâu rồi? Gỗ hết rồi. 32, 56, 64. Đây đây, còn một đống này. Những cái nhà mình nên cao cao lên tí xíu sẽ thuận lợi hơn. Ok, và bây giờ mình sẽ xây cái mái bằng cái cấp bột xì tôn. Một tầng nữa đi. Đập tay luôn. Ok, xây qua. Đây 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 đây. Ok. Công nhận có cái mốt chặt cây nhanh này, gỗ không thiếu. Mốt mình sẽ có lẽ sẽ kiếm thêm mốt, ví dụ mốt khoáng sản, thêm khoáng sản. Hey. Ui vãi, nhìn như cái nhà chùa ấy. Nhà tối không? Tối thì cấm đuốc, sợ gì.
Đấy, cắm đuốc vô là sáng ngay. Chuồng trại ở ngoài tối thì cấm luôn, sợ gì. Thế mình sẽ cắm bốn góc. Trời sắp tối, sắp đi ngủ. Rồi lắc. Mở cửa ra cho nắng sớm vào nha. Đây luôn. Ok, đi ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ đi, sáng dậy còn làm việc nữa. Ok. Ôi dồi ôi, mệt quá. Mình cần làm mấy cái cầu thang. Không biết có dư nữa. Bùm. Cả đi đá mình nhiều mà không lo. Bùm. Bùm. Chắc dư rồi. Ok, và bây giờ mình cần đất để mình đi lên. Mấy chú bò cứ từ từ nhá, anh cho mấy chú ăn sâu. Ăn quài giết mập, mập như con bò. Fuck. Ok, đây, đây, đây. Thì có lẽ mình sẽ cắt để mình làm cái này, một công việc khó khăn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong nhé. Vâng, và mình đã xong rồi. Thế và rất là mệt. Mình đã phải cố gắng nhăn răng chịu đựng. Và cuối cùng mình đã xong. Thế mình sẽ cho các bạn coi thành tích của mình nhé. Làm còn dư cả 5 cái. Đây. Vừa đủ luôn, gần như vừa đủ. Ok, bây giờ mình cần chế tạo cái để mình bẻ lưng đi các bạn. Mệt quá. Thì tập này chủ yếu là để xây dựng thôi. Còn mấy cái xây chuồng T-Rex gì đó là mình phải tua hoặc là không tua, tùy. Ok, đây các bạn thấy, mình chất đất lên, mình đi tới đi lùi, cứ rớt xuống một cái. Ok. Ngày đầu ra. Ok. Đây đây. Chắc có lẽ mình sẽ để mấy cái culture vest ở trên mấy cái trên cái nóc nhà mình. Ông trên trên cái nơi của mái nhà chứ vậy, là trên cái nóc. Ở trên cái nóc ở đây. Úi dồi mệt quá. Thôi còn đất không? Ở chỗ này này mình bị té xuống một cái nên mình phải mất ngay chỗ giống này kìa. Giờ muốn đi mệt ghê, phải đi vòng tới vòng lui. Đây mình bị mất chỗ giống nè, đây nó mọc cỏ luôn rồi. Ở chỗ này đâu rồi? Hư. Bang 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 bam. Yeah bro. Ok, và nhà mình đã xong rồi. Rồi quá. Wow, nhìn như cái nhà chùa. Bây giờ càng giống nhà chùa hơn. Ok, cái gỗ này lắp lại đi. Bây giờ mình sẽ cho ở đâu bây giờ? Cái cửa lên. Bắt đầu. Đây đi. Làm mấy cái ladder đi lên. Không biết đi lên nó có đụng đầu không nữa. Ok, mình cần gỗ nữa. Ok, đây. Đây, 9 cái. Cái ladder làm sao nhỉ? Đây, 3 cái. 1, 2, 3, chưa đủ.
Boom. Boom. Ok. Đấy đủ rồi. Ngay giữa nhà thì mới được. Chẳng lẽ có cái cột ngay giữa nhà trời. Thiệt à, là có một cái cột giữa nhà. Đây. Really nigga. Really. Okay. Sao mấy ngày nay mình không chả thấy cái con quái nào xuất hiện nhỉ? Hay mình ngủ quá sớm? Ok, để mình coi đi xíu. Ui dồi. Đây, cái giường mình sẽ dọn đi luôn. Cái giường mình dọn lên trên và cùng với ba cái này. Ờ, tưởng mất chưa hết hồn. Thế chúng ta cùng đi lên nào. Đấy, trời ơi. Đuốc đâu? Mình cần thêm ladder. Đây, 32 đủ rồi. Đây. Boom. 12 cái. Đây, thêm nữa. Ok, và bây giờ hiện giờ cái mic mình nó đang bị rè các bạn ạ. Mình cảm thấy vậy. Phải không các bạn? Mic mình nó hơi rè rè. Đôi lúc thì nó không rè, đôi lúc thì nó rè. Nhưng mà còn điên. Đây. Fuck, thiếu một cái nữa. Bốn cái, 10 cái đủ luôn. Ba cái. Chạm. Ok. Ngon rồi. Ok, thì mình đã coi lại rồi và video cũng khá dài rồi. Mình sẽ làm xong cái này, mình sẽ kết thúc luôn. Chứ làm dài quá thì không hay đâu. Tập cái này ra. Phải bẻ luôn. Này mình sẽ đập ra luôn. Đút rồi, cắm 4 cái này. Thôi ở đây xấu lắm. Đi nó rất rất kỳ. Mình cần coi cách làm cái này coi. Trap door. Trap door làm sao? Hai cái mình cần như thế hơn. Ok, cái trap door 1 2 4 cái. Một. No. 1 2 3 4. Ok, ngon lành càng đào. Mình sẽ đặt cái ở đây và mấy cái này mình sẽ đặt ở đây. Boom, boom. Cái này là cái gì nhỉ? Analyzer. Mình định làm 4, cho làm 4 cái luôn cho nó vừa. Analyzer làm 4 sắt. À, mình hết sắt rồi. No, sai nhầm nữa rồi. Fuck. Okay. Kệ đi, thời đại mới dùng cúp gỗ. Đào này có năm sau mới xong á. Úi dồi, lâu. Phải bỏ bên đây nó mới đúng này. Đấy.
Ok, và mình sẽ nói trước rồi, tập tập 4 mình sẽ làm chuồng T-Rex. Ok. Nói chung tạm giờ ba cái trước đi, cái cơ cho vát để ở đây. Ui sáng phết nhỉ. Ok. Nên để cái tào lao. Nên để mấy cái rương. Có mấy cái thang đây. Ở đây. Ok, lên. Cái giường. Cái giường này để mấy cái ADN vô. Thế lẽ mình sẽ kết thúc video thôi. Cũng dài quá rồi. Thì chúng ta cùng điểm lại tập hôm nay nào. Tập hôm nay chúng ta chả làm được cái gì cả. Tập hôm nay chúng ta đi đào nhiều đá này, đi đào ADN này, đi kiếm xương rồng này, làm cái mái nhà này, làm cái chỗ để mấy cái hóa thạch đó, làm cái chỗ trên đây nào, rồi trên đây nào đó, và giao nữa ta chế tạo được trứng khủng long T-Rex này. Ok, thì nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên bỏ lại một like và một subscribe nhé, mình sẽ rất cảm kích điều đó, và bye bye.